Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng chỉ án nhàn thì chi huống phùng gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thần xưng quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đấng giải thoát. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mãn trung hoang tàng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bào kinh qua hiếm lộ kỳ trung nhất nhân tăng thị xương ngôn. Chư thiền nam tứ vân đã cùng bố như đắng ưng đương như cái tâm từng quan Thế Âm Bồ Tát chánh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán ta đương đắng giải thoát. Chúng thường nhân văn cho phá thân ngô nam mô quan Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đấng giải thoát vô tận y quan Thế Âm Bồ Tát ma ha tăng. Hoài thằng chi lực nguy nguy như thế như hư chúng sanh đã hư danh vô thường niệm cung kinh quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhế thường niệm cung kinh quan Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sanh. Nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly si vô tận ly quan Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực. Đa sở nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan Thế Âm Bồ Tát tiền sân phương đăng ký huệ chi nam theo dụng cầu nữ tiền sân đoán chân ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân đại kinh vô tận ý quan Thế Âm Bồ Tát cứu như thì lực dường ưu cùng tăng vô tận ý thọ trì quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tận bằng phần ngôn thế tôn. Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhị vị chúng sanh thuế pháp phương về chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý bồ tát. Thiền nam tử như hư quang độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì tuyên pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia thân hiện bích chi Phật thân nhi vì tuyên pháp ứng di thân văn thân đăng độ gia tấn hiện thân văn thân nhi vì tuyên pháp ứng di quan vương thân đăng độ gia tấn phạm vương thân nhi vì tuyên pháp ưng di đế thích thân đăng độ giang từng hiện đế thích thân nhi vì tuyên pháp ưng di từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện từ tại thiên thân nhi vì tuyên pháp ưng di đại từ tại thiên thân đăng độ giang
Cưng hiền đại từ tại thiên thắng nhi vị theo pháp ưng dự thiên đại tướng quân thân đắng đồ gia thân hiền thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ưng dị vị sa môn thân đắng đồ gia thân hiền thị sa môn thân nhi vị theo pháp ưng dị tiểu vương thân đắng đồ gia thân hiền tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ưng dị giá thân đăng đồ giả thân hiền trương giá thân nhi vị thuyết pháp ứng dị cư sĩ thân đăng đồ giả thân hiền cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tế quan thân đăng đồ giả thân hiền tế quan thân nhi vị thuyết pháp ứng dị bà la môn thân đăng đồ giả thân hiền bà la môn thân nhi vị thuyết pháp ưng dị tỳ kheo ni ưu ba tánh ưu ba